thân mến, trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết cái đề thi của khối lớp 8, nhóm 7, kỳ thi toán học không biên giới vòng thi mùa đông năm 2018. Và đề thi này là đề thi chính thức đã diễn ra ngày 3 mùng 4 tháng 2 năm 2018. Chúng ta sẽ ôn lại để chúng ta xem là các cái dạng câu hỏi ở đây như thế nào để chúng ta có cái phương pháp xử lý các cái câu hỏi này. Ở đây thì đề thi có hai cái phiên bản là tiếng Việt và tiếng Anh, thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn cái phiên bản tiếng Việt. Chúng ta sẽ có các cái câu hỏi trắc nghiệm, gồm có 20 câu hỏi và mỗi câu hỏi được tính 2 điểm. Chúng ta có một số câu hỏi trắc nghiệm là có đáp án sẵn và một số câu là chúng ta sẽ phải dựa trên sự tính toán để chúng ta điền. Đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi số 1. Các em quan sát cái câu hỏi số 1 này. Người ta hỏi là có bao nhiêu số tự nhiên là ước của số sau. Thì ở đây chúng ta có 99 bình phương cộng 198 cộng 1. Đấy là số hay là cái biểu thức mà chúng ta phải tính là cái số đấy, đúng không? Và có các cái đáp án ở đây. Thì đối với câu hỏi này thì trước tiên là chúng ta sẽ phải tính cái giá trị biểu thức này xem nó là bao nhiêu. Sau đó rồi chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp tính số ước. Trước hết là chúng ta cùng tính cái này đã. Thì chúng ta quan sát thấy rằng là 99 bình phương cộng 198 ấy, cộng với 1 thì nó chính là hằng đẳng thức. Và cụ thể ở đây là 198 thì chính là 2 nhân với 99 nhân với 1. Đấy, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy nó là hằng đẳng thức 99 cộng với 1 tất cả bình phương. Và khi đó chúng ta sẽ viết được nó thành là 100 bình phương. 100 bình phương này chúng ta sẽ chuyển thành thừa số nguyên tố, tức là phân tích số này ra thừa số nguyên tố thì là 10 mũ 4 này. Chúng ta sẽ phân tích từ từ. Cái này là 2 nhân với lại 5 tất cả mũ 4. Như vậy nó chính là 2 mũ 4 nhân với lại 5 mũ 4. Thế thì cái công việc đầu tiên để tìm được cái số ước tự nhiên của một số thì chúng ta sẽ phải phân tích cái số đấy ra thừa số nguyên tố. Và chúng ta lưu ý về sử dụng công thức. Cái này thì các bạn đọc trong cái sách giáo khoa lớp 6, người ta cũng giới thiệu trong một cái bài đọc thêm. Đó là gì ạ? Nếu như một cái số A nào đó của chúng ta được phân tích ra dưới dạng thừa số nguyên tố, các cái thừa số nguyên tố là A mũ X nhân với lại B mũ Y nhân với lại C mũ Z, vân vân, đúng không? Có thể là cái sự phân tích này kéo dài hơn nữa, nhưng mà ở đây thầy lấy ví dụ là nó được phân tích thành dưới dạng ba số nguyên lý thừa của ba số nguyên tố ABC. ABC là ba số nguyên tố. Thì khi đó cái số ước tự nhiên, ở đây lưu ý là số ước tự nhiên nhé, có một số bài thì chúng ta lại phải tính cả cái số ước nguyên nữa. Số ước tự nhiên của A thì sẽ được tính bằng công thức, đó là x cộng với 1 nhân với lại y cộng 1 nhân với z cộng 1. Đấy. Tương tự như vậy cho cái biểu thức mà cho cái số mà có nhiều cái phân tích, tức là phân tích là được nhiều thành nhiều cái thừa số nguyên tố khác nhau. Rồi, vậy thì quay trở lại với cái số của chúng ta. Số của chúng ta là 2 mũ 4 nhân với lại 5 mũ 4 thì sẽ có số ước nguyên tố ở số ước tự nhiên. Số ước tự nhiên của A là chúng ta có thể tính dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta lấy 4 cộng với 1 nhân với lại 4 cộng với 1 nữa. Bởi vì hai cái số mũ này đều là 4 cả. Như vậy chúng ta có được 5 x 5 bằng 25. Vậy kết quả ở đây là phương án C chúng ta chọn được. Đấy. Thì đây là một cái cách tính mà chúng ta cũng phải cần phải để ý về cái phương pháp để chúng ta tính được các cái số ước tự nhiên của một cái số cho trước. Chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi thứ hai. Với câu hỏi thứ hai này thì ở đây chúng ta có rằng là giá trị của biểu thức nào sau đây là nhỏ nhất khi x bằng âm 1. Tức là chúng ta sẽ thay cái giá trị x bằng âm 1 này vào để chúng ta tính.
Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta thay vào âm 1 vào đúng không ạ? Chúng ta có 1 trừ đi trừ 1. Đúng không? Kết quả là bằng 2 mũ 2. Đấy, 1 cộng với 1 bằng 2, 2 mũ 2 bằng 4, cái này là 4. À, cái này thì chúng ta có 2 nhân với âm 1 trừ đi 1 và kết quả nó là âm 3. Cái này là giá trị tuyệt đối của trừ 1 trừ 1 thì nó bằng 2. Đấy, còn cái cuối cùng chúng ta sẽ có được 1 trên âm 1 thì nó sẽ bằng âm 1. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy được cái biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất trong cái trường hợp này. Đó chính là biểu thức ở phần B. B. Đây là đáp án của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Ở cái câu hỏi này thì người ta cho một cái biểu thức, cho một cái đẳng thức, đúng không? Có hai cái chữ cái A, B ở đây. Và nhiệm vụ của chúng ta là tính giá trị của một cái biểu thức khác cũng có hai chữ cái như vậy. Thì khi mà quan sát cái biểu thức này thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái điểm đặc biệt. Ví dụ như là từ đây thì chúng ta khai thác được là gì ạ? Từ cái điểm ban đầu ấy chúng ta sẽ suy ra được là 10 nhân với A, đúng không? 10 nhân A trừ đi 26 nhân với B. Thì khi đó nó sẽ bằng 15. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy nó đều chia hết cho hai đúng không ạ? Chúng ta có thể đưa nó về cái dạng gọn gàng hơn bằng cách là chia cho hai hai vế thì chúng ta có được 5A trừ đi 13B. Đấy, chia cho hai nhé các bạn nhé. Cái này thì sẽ bằng là 15 phần 2. 15 phần 2. Đấy. Thế thì đến đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta tạo ra 15 này chỉ bằng cách là nhân với 3 vào đây thôi đúng không ạ? 15 và 39. Đấy. Từ đây chúng ta sẽ nhân 3 vào. Chúng ta sẽ có được là 15A. 15 nhân A trừ đi 39. Đấy, thầy viết thừa rồi đấy. Nói các bạn. Mười năm nhân với A trừ đi 39 nhân với B. Nhớ là động tác này chúng ta nhân cả hai vế với lại 3. Khi đó chúng ta có được cái này là 45 phần 2. Và 45 phần 2 thì nó chính là 22,5. 22,5. Thầy kiểm tra lại một lần nữa cho nó chắc. Rồi. Ok, nó chính là bằng 22,5. Đấy, thì cái việc tính cái này chắc là nó sẽ không khó, nhưng chúng ta cần phải biết cách tính. Kết quả ở đây là chúng ta sẽ chọn cái phương án B. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư trong phần này. Ở đây chúng ta sẽ có nội dung như sau. Cái câu này người ta giới thiệu thôi ạ. Năm 1808 thì nhà toán học người Đức là Karl Gauss giới thiệu ký hiệu này mở ngoặc vuông đúng không? X và đóng ngoặc vuông lại thì cái này gọi là phần nguyên của X đúng không? Phần nguyên của X. Ông dùng ký hiệu này để định nghĩa cái số nguyên lớn nhất không lớn hơn X, số nguyên lớn nhất không lớn hơn X các bạn nhé. Thế thì ở đây chúng ta luôn luôn có là cái gì? À, cái phần nguyên của x này đấy, nó luôn luôn nhỏ hơn cùng lắm là bằng x đấy với mà x thuộc R với mà x thuộc. Và đương nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy được là cái x cái phần nguyên của x của mình ấy nó phải là một số nguyên đúng không? Là một số nguyên và luôn luôn nhớ là ở đây người ta ghi là định nghĩa số nguyên lớn nhất không lớn hơn x. Yeah, số nguyên lớn nhất không lớn hơn x. Thế thì ở đây thầy sẽ lấy ví dụ như là 1 phần 50 này, này thì các bạn hình dung ra là đây thầy lấy ví dụ như là 2,54 chẳng hạn. Đấy, 2,54 phần nguyên của số này thì chính là bằng 2. Bằng 2, số nguyên lớn nhất mà không lớn hơn x. Đấy, ví dụ như là một số khác đi. Phần nguyên của là âm 1,25 chẳng hạn. Phần nguyên của âm 1,25. Nếu bây giờ chúng ta mà lấy cái này mà lại gần bằng 2 chẳng hạn.
hoặc là bằng bằng âm 1 thì rõ ràng là cái âm 1 của mình lớn hơn. Các bạn hình dung nhé. Cái này mà đấy là cái này là bằng âm 2 mới đúng. Đúng không? Âm 2 mới đúng bởi vì âm 2 thì sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 1,25. Nhưng nếu như chúng ta lại lấy là âm 1 thì chúng ta sẽ bị sai. Đấy, bởi vì âm 1 thì không thể nào nhỏ hơn âm 1,25 được. Nên là trong cái phần số âm và phần số dương nó sẽ khác, có sự khác biệt như vậy. Nên chúng ta để ý. Và chúng ta quay trở lại với bài của mình. Thế thì ở đây chúng ta sẽ được chia nó là làm hai thành phần. Đây. Đấy. Chúng ta có phần nguyên của 1 phần 50 thì rõ ràng là tử ở đây nó nhỏ hơn mẫu này. Nó chỉ là không phải bao nhiêu thôi. Vậy phần nguyên đây đều là các cái số dương cả, nó đều bằng không hết đúng không? Đấy. Trừ 2 trừ 1 phần 50 xin lỗi. Đến 49 phần 50. Vân vân. Đến 49 phần 50. Từ đây đến đây thì chúng ta có 49 số và kết quả ở đây đều là bằng 0 hết. Như vậy chúng ta có 49 nhân 0 này. Đúng không? Tiếp theo. Tiếp theo thì từ cái số 50 phần 50 trở đi. Từ 50 phần 50 thì chúng ta thấy là nó đều bằng đây, đến cái số là 99 99 phần 50. Câu này thì tất cả những cái số này đều có phần nguyên là bằng 1. Đấy, chúng ta có tất cả những cái số này đều có phần nguyên là bằng 1. Và từ 50 đến 99 đúng không? Thì chúng ta có là 50 số. 50 số nhé. Chúng ta lưu ý là cái này là 50 số. Đúng không? Và kết quả ở đây đều bằng 1 hết. Cuối cùng là cái phần nguyên của cái thằng cuối cùng này là 100 phần 50 thì nó bằng 2. Bằng 2 luôn, như chúng ta có cộng với 2. Đấy thì kết quả ở đây chúng ta sẽ được là 50 cộng 2 và bằng 52. Đấy, chúng ta được cái đáp án đúng ở đây. Phương án đúng là phương án A. Đấy thì ở đây thầy cũng giới thiệu sơ qua một chút về cái người ta gọi là cái này gọi là phần nguyên của x. Phần nguyên của x. Nếu có cơ hội thì thầy sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái hàm phần nguyên này trên cái kênh của thầy. Chúng ta sẽ cùng chuyển qua cái câu hỏi thứ năm. Ở câu hỏi này thì người ta cho chúng ta một cái hình bình hành ABCD. Điểm M nằm trên cạnh BC. Điểm M nằm trên cạnh BC đây. DM cắt đường chéo AC tại điểm O, DM cắt đường chéo AC tại O, biết diện tích của tam giác ABM và diện tích của tam giác COM thì lần lượt là 8 cm và cm vuông và 1 cm vuông. Hỏi diện tích của tam giác AOD là bao nhiêu mét vuông? Có lẽ là cái này mình nghĩ là bị nhầm một chút nhé các bạn. Đấy, để đánh nó bị nhầm. Rồi, bây giờ thì cái bài toán này cũng rất là thú vị và cho chúng ta nhiều cái phương pháp để chúng ta có thể hình dung nào. Bình thường khi mà cho diện tích như thế này ấy, chúng ta dùng cái cách mà người ta gọi là chia diện tích và các cái diện tích bằng nhau. Thì khi mà một cái chúng ta có hình bình hành ấy, thì hai cạnh bên này của nó bao giờ cũng song song. Thì chúng ta nhớ rằng là như thế này. Đây. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song thì nó sẽ là cố định luôn luôn không đổi. Và nếu như chúng ta lấy bất kỳ một cái điểm nào thuộc cái đường thẳng song song này, chúng ta tạo đây, chúng ta ví dụ có BC này, A là một cái điểm nào đó đúng không? Trên cái đường thẳng song song này thì cái đường cao của nó luôn luôn là cái khoảng cách. Và tương tự như vậy thì hình dung ra là nếu như thầy lấy một cái điểm A phẩy ở khác đây đi. Đấy thì chúng ta luôn luôn có được là diện tích của tam giác ABC thì bằng với lại diện tích của tam giác A phẩy BC. Đây là cái thứ nhất mà các em cần phải lưu ý. Cái điều thứ hai
là nếu như lại bằng nhau nữa, đúng không? Ví dụ như là đây, chúng ta vẫn có hai đường thẳng song song như vậy, chúng ta có cái đoạn BC này, chúng ta có cái đoạn BC ở đây, nó bằng với cái đoạn là AD ở đây. Đây, thầy lấy ví dụ nó bằng với đoạn AD ở đây, thì rõ ràng là bất kỳ một cái tam giác nào, ví dụ như mình lấy cái tam giác là MBC chẳng hạn, MBC đấy, thì nó cũng sẽ bằng với tam giác là NAD, diện tích ấy. Diện tích nó sẽ bằng nhau đấy. Nếu như AD là song song với BC này, thế AD bằng BC thì khi đó chúng ta sẽ có được là diện tích của tam giác MBC sẽ bằng cái diện tích của tam giác NAD. Diện tích của hai tam giác này bằng nhau. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có được hướng giải quyết cho phần này. Vậy thì quan sát vào đây thì các em sẽ hình dung ra được là cái gì ạ? Chúng ta có được diện tích của tam giác, diện tích của tam giác MAD nó sẽ bằng diện tích của tam giác ABC. Diện tích của tam giác MAD nhé. MAD là cái diện tích. Đây, diện tích này sẽ bằng với diện tích của tam giác ACD, ACB, ABC. Đấy. Lý do chính là ở đây chúng ta vận dụng cái tính chất như vậy, và chúng ta nhớ rằng là cái nguyên lý của nó là cái đường cao của nó chính là khoảng cách giữa hai cái cạnh song song này. Đấy. Thì quay trở lại, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta hình dung ra là nếu như chúng ta chọn tính diện tích, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được là diện tích của tam giác đây, diện tích của tam giác MAD ấy, thì nó được tách thành hai diện tích, đó là diện tích của tam giác OAD là diện tích mà chúng ta cần tính, OAD là diện tích cần tính cộng với lại diện tích của tam giác OAM, OAM đấy. Đấy là diện tích của tam giác AMD nhé, MAD đó. Diện tích của tam giác ABC thì sẽ được tính bằng diện tích của tam giác OMC đấy, cộng với diện tích của tam giác AMB này, cộng với lại diện tích của tam giác OAM, OAM. Đấy. Thì cả hai cái thằng này chúng ta đều thấy là có diện tích của OAM. Chúng ta thấy rằng là như vậy là diện tích của OAD, diện tích của tam giác OAD nó sẽ bằng diện tích của tam giác OMC cộng với diện tích của tam giác AMB. Đấy. Cái cách tính của chúng ta là chia nhỏ nó ra để xử lý như vậy. Nếu như các bạn nhìn không rõ ấy, thì chúng ta cứ gọi cái này là x đi, đúng không? Gọi cái này là x là cái mà chúng ta đang tìm nhé, đúng không? Thì chúng ta thấy là diện tích của tam giác ABC ấy, nó sẽ được tính bằng là x cộng với 1 cộng với lại 8. Đấy, thì còn diện tích của tam giác MAD thì sẽ được tính bằng là diện tích của tam giác OAD là thứ mà chúng ta đang cần tính cộng với lại x. Thì rõ ràng là hai cái thằng này bằng nhau, thằng này là x cộng 9, thì đương nhiên từ đây chúng ta suy ra là SOAD sẽ phải bằng 9. Tóm lại là chúng ta sẽ được cái kết quả ở đây là bằng 1 cộng với 8 và bằng 9, 9 cm². Và chúng ta chọn được cái phương án là phương án C. Phương án C. Rồi, đấy là câu số 5. Câu số 5. Đấy, thì qua cái phần này chúng ta cũng có được thêm được nhiều cái phần kiến thức khác về diện tích mà chúng ta cần tìm hiểu, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 6. Ở câu hỏi số 6 này chúng ta thấy rằng là người ta yêu cầu là tìm x, đúng không?
Với cái chú ý là có những cái biểu thức ở đây, chúng ta quan sát cái biểu thức này. Để xử lý được cái câu hỏi này thì chúng ta để ý vào cái biểu thức này. Chúng ta sẽ nhóm từng đôi một, nhóm từng đôi một để chúng ta tính cái vế bên tay trái trước, đúng không? Chúng ta có như sau. Một bình phương chúng ta nhóm với ba bình phương để tạo ra hàng đẳng thức, cộng tương tự như vậy. 5 bình phương đối với 7 bình phương, 9 bình phương với lại 11 bình phương, 13 bình phương và 15 bình phương. Đấy. Vế bên đây thì thực tế là chúng ta cũng có thể tính ngay được rồi, đúng không? 10 thì là x nhân với lại 22 thì nó ra là 32 chứ, đúng không? Thì là 20, 20 cộng với 12 bằng 32. Rồi bên này thì chúng ta sẽ thực hiện sử dụng hàng đẳng thức nhé, thực hiện cho nó nhanh. Cái này là 1 trừ đi 3, đúng không? 1 trừ 3 nhân với 1 cộng 3. Đấy, bạn nào nhanh thì bạn ấy tính được luôn đấy. 1, 5 trừ 7 nhân với lại 5 cộng với 7. Chín trừ đi 11 nhân với lại 9 cộng 11. 13 trừ đi 15 nhân với lại 13 cộng 15 bằng x nhân với lại 32. Rồi, tiếp tục ở đây. Chúng ta thấy là tất cả những cái này đều bằng trừ 2 hết này. Cái này bằng trừ 2, cái này bằng trừ 2 này, đúng không? Chúng ta sẽ đặt cái trừ 2 ra ngoài cho nó dễ nhìn. Vậy còn lại sẽ là 4 này cộng với 12 này cộng với lại 20 này cộng với lại 28 này bằng x nhân với lại 32. Đấy. Tương đương với, ở đây chúng ta nhớ rằng là cái này chúng ta cộng lại thì cái này là 40 này. 40 cộng với lại 24 bằng 64. Như vậy là chúng ta có âm 2 nhân với 64 bằng x nhân với 32. Đấy, 64 chia cho 32 thì được 2. Như vậy chúng ta có x bằng âm 4. X bằng âm 4. Đấy. Kết quả ở đây chúng ta có được cái sự lựa chọn của mình là âm 4. Đối với biểu thức này thì không khó, thì chúng ta chỉ để ý cho thầy cái việc mà chúng ta lựa chọn cái cách tính nào cho nó phù hợp thôi, đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta dùng máy tính chúng ta tính cũng được. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta đang luyện, chúng ta cần phải biết cái phương pháp để chúng ta tính. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 7. Ở câu hỏi số 7 này thì các em thấy rằng là cái câu hỏi này nó hơi bị khó hiểu một chút. Có bao nhiêu tổng có thể được tạo thành từ 10 con số, mà mỗi con số thì hoặc là 1 hoặc là âm 1. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta để ý cho thầy rằng là chúng ta sẽ để ý cái số con số 1 ở đây và số con số âm 1. Chúng ta chỉ có tổng là 10 con số thôi. Đấy. Thế thì bây giờ trường hợp đầu tiên là tất cả các cái con số đều là 1 thì kết quả tổng của chúng ta sẽ được là bằng 10. Đúng không? Tiếp theo là tổng tất cả các con số, đây là thầy phân tích để cho các em hiểu thôi nhé. Tiếp tục, nếu bây giờ có 9 con số 1 và một con số âm 1 thì kết quả ở đây chúng ta được bằng 8. Đúng không? Tương tự như vậy là các cái trường hợp khác. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích là cái số ví dụ như là 8 con số 1 thì chúng ta sẽ còn hai con số âm 1 và kết quả là chúng ta còn lại 6. Đấy, kiểu như vậy, tức là người ta tính xem là có bao nhiêu cái tổng dạng như vậy. Ở đây cái này được tính là một tổng nhé, cái này được tính một tổng, cái này được tính một tổng. Đấy. Mỗi cái số đấy được tính là một tổng. Ví dụ như là thêm một ví dụ nữa nhé, để chúng ta hình dung ra là bây giờ chúng ta có 7 con số 1 thì còn lại là 3 con số âm 1. 7 trừ 3 thì đương nhiên là bằng 4 rồi. Đấy. Tương tự như vậy là 2 đấy, là 0 đúng không ạ, trong trường hợp 5 5 vân vân.
Vâng, thì cái số nhỏ nhất ở đây khi mà tất cả nó đều là âm 1 thì chúng ta có tổng bằng âm 10. Tổng bằng âm 10. Như vậy là từ 10 cho đến âm 10, từ âm 10 cho đến 10, đúng không? Đây là viết theo chiều giảm dần. Thế thì từ âm 10 đến 10 chúng ta sẽ lấy tất cả các cái số chẵn. Các cái số chẵn thì chúng ta sẽ được như sau, chúng ta sẽ lấy 10 đúng không ạ? Trừ đi trừ 10. Đúng không? Chia cho 2 cộng với 1. Đấy. Chúng ta sẽ lấy các cái số chẵn và số số ở đây sẽ là bằng 11. Và chúng ta được 11 cái tổng khác nhau. Và nếu như các bạn mà không thường thường là thầy thấy cái câu này sẽ rất là dễ gây ra cái sự hiểu lầm về mặt kết quả, cũng như là không hiểu được đề bài, khó hiểu được đề bài. Tại sao lại có những cái tổng xong này số 1 vân vân. Đấy thì ở đây chúng ta hiểu như vậy. Thầy nhắc lại nhé, trong trường hợp thứ nhất chúng ta có toàn bộ là số 1 này. Trường hợp thứ hai chúng ta có 9 số 1 và một số âm 1 này. Tiếp theo là 8 số 1 và hai số âm 1 này. Tương tự như vậy. Vâng. Đấy thì kết quả cuối cùng của chúng ta là cái phương án đây, 11 cái tổng khác nhau. 11 cái tổng khác nhau. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 8. Câu hỏi này thì hơi khó khăn một chút đúng không ạ? Mỗi số nguyên tố có hai chữ số mà chia cho 4 dư 1 thì đều có thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương. Chúng ta chú ý cái điều này để sau này có thể vận dụng vào một số bài toán khác. Hỏi trong các số nguyên tố như vậy, thỏa mãn tổng MN chia 8 thì dư 1 thì số nào là số nhỏ nhất? Thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích một chút trước. Đó là cái số 29. Phân tích các cái phương án của đáp án này nhé. 29 thì chúng ta có thể viết thành là 25, tức là 5 bình phương cộng với lại 2 bình phương, đúng không? Mà 5 cộng với 2 á, 5 cộng 2 thì bằng 10, 10 chia cho 8 thì dư 2 chứ không phải dư 1. Như vậy cái này bị loại. Đấy. Tiếp theo chúng ta có là 53. 53 thì là 49 và 4 đúng không ạ? 7 bình phương cộng với 2 bình phương. Đấy. 7 cộng với 2 bằng 9. Chia cho 8 thì dư 1, đúng rồi ạ. Chia 8 dư 1. Nhưng chưa chắc số này đã phải là số nhỏ nhất nhé. Đấy, người ta đang tìm số nhỏ nhất. Dư 1. Rồi, chúng ta kiểm tra đến số 41. 41 ở đây của mình thì sẽ bằng 25. 25 tức là 5 bình phương cộng với lại 16 đúng không ạ? Tức là 4 bình phương. 16 cộng với 25 bằng 41, đúng rồi. Và chúng ta cũng có được là 5 cộng với 4 thì bằng 9. Như vậy nó cũng chia cho 8 dư 1. Vậy cái số này là số bé hơn rồi đúng không ạ? Đương nhiên là chúng ta sẽ không cần kiểm tra cái số 61 nữa, dù số 61 có thỏa mãn hay không. Nhưng chúng ta cũng nhớ một chút cho thầy rằng là số 61 này thì có thể viết được thành là 25, 5, 36 tức là 6 đúng không ạ? 6 bình phương cộng với lại 5 bình phương. Đấy, và 5 cộng với 6 ở đây thì nó bằng 11. Đấy, nó sẽ không thỏa mãn. Như vậy cái phương án mà chúng ta có được ở đây đó chính là phương án C, số 41. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta cần để ý về cái tính chất của số nguyên tố đúng không ạ? Bất kỳ số nguyên tố nào có hai chữ số mà chia hết cho 4 dư 1 thì đều có thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương. Bất kể số nào. Đó là câu hỏi số 8. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9. Ở câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó liên quan đến việc đếm một cái hình chữ nhật, đếm số hình chữ nhật, đúng không? Người ta cho là số hình chữ nhật của cái hình này là bằng 126 và tính số hình chữ nhật của cái hình dưới này. Thế thì ở đây thầy sẽ cung cấp một cái công thức để chúng ta có thể tính được số hình chữ nhật ở đây. Chúng ta quan sát nhé.
Chúng ta có một cột này, hai này, ba này, bốn này, năm này và sáu này. Phần dưới này chúng ta có một này, hai này, ba này. Rồi, và bây giờ chúng ta thử xem là cái số hình chữ nhật này chúng ta tính lấy 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng với 4 cộng với 5 cộng với 6. Sau đó chúng ta nhân với lại 1 cộng 2 cộng với 3. Đấy, xem nó bằng bao nhiêu nào. Đây là cái cách tính số hình chữ nhật nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta có thể tính được một cái hình bất kỳ. Một cái hình bất kỳ, kể cả là người ta thay đổi số cạnh này đi. Bây giờ chúng ta thử quan sát xem cái này bằng bao nhiêu. Cái cách tính cái tổng này thì cũng không khó khăn gì đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy số đầu cộng với số cuối là 6 cộng với 1 bằng 7 này. Nhân với số số hạng là 6 chia cho 2. 6 chia 2. Rồi. Cái thằng này thì dễ rồi, nó bằng 6 rồi. Như vậy ở đây chúng ta có được là 7 nhân với lại 3 nhân với lại 6, 76 bằng 42, 42 nhân với 3 là bằng 126. Đấy. Vậy thì áp dụng cho cái hình này chúng ta cũng làm tương tự đúng không? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Đấy, thì chúng ta có được cái công thức là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng với 5 và nhân với 1 cộng 2 cộng 3 cộng với 4. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 thì sẽ bằng là 6 nhân với 5 chia 2 là bằng 15. Đúng không ạ? 15. Đấy. Còn cái phần bên này thì chúng ta có tổng là bằng 10. Như vậy chúng ta có kết quả đây là 150 hình. 150 hình. Tổng thể là 150 hình. Tất cả chúng ta chọn cái phương án 150 ở đây. Thì ở đây thầy gợi ý cho em các em cái cách tính và sau này thì nếu như gặp những cái bài toán như thế này thì chúng ta có thể tùy cơ để chúng ta thay đổi, thậm chí là có thể đem cái cách tính này đi chúng ta sẽ ra được những cái bài toán khác đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 10 trong phần này. Ở câu hỏi số 10 chúng ta thấy rằng là người ta cho một cái số đúng không? A2018A chia hết cho 36 và người ta yêu cầu tìm A. Thế thì chúng ta để ý vào cái số này, số 36 trước. Cái số 36 thì có thể viết thành là 9 nhân với lại 9 nhân 4, 4 nhân 9. Thì chúng ta có những cái dấu hiệu liên quan đến dấu hiệu chia hết liên quan đến số 4 và số 9. Vì vậy là chúng ta sẽ tận dụng cái phương án này trước. Đúng không? Thế thì để làm được cái điều này chúng ta sẽ xuất phát từ số 4 trước, bởi vì số 9 thì liên quan đến tổng mà chúng ta sẽ làm sau cũng được. Đấy, thì có những bạn thì chọn phương án là chia hết cho 9 trước, đúng không? Còn có những bạn thì chọn là phương án chia hết cho 4 trước. Thì chúng ta có thể thử cả hai cũng vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Ví dụ trong trường hợp này mà dấu hiệu chia hết cho 4 ấy, thì là hai chữ số cuối cùng của nó phải ghép thành một số mà chia hết cho 4. Như vậy chúng ta sẽ có được là 8A phải chia hết cho 4. Mà 8A chia hết cho 4 thì trong các cái chữ số thì chúng ta chỉ có 3 số, đó là số 80 này, đúng không? Là số 84 này và số 88. 88 là ba số mà chia hết cho 4 thôi, còn các số còn lại thì không. Đấy. Thế thì từ cái sự lựa chọn này chúng ta thấy rằng là có ba cái trường hợp, đó là A bằng 0, A bằng 4 và A bằng 8. Đấy, thì số trường hợp này nó ít hơn, nó đơn giản hơn. Khi mà chúng ta có được cái điều này ấy, thì chúng ta để ý rằng là cái A bằng 0 là không được rồi, đúng không? Đấy. Chữ số ở hàng này là hàng trăm nghìn đúng không? Thì không thể bằng 0, như vậy là chỉ có thể là 4 và 8 thôi, 4 hoặc là 8. Khi nó là 4 thì chúng ta có tổng các chữ số đây. Số đấy là 420.184
Thì tổng các chữ số ở đây của nó sẽ là 4 cộng với 2 cộng với 0 cộng với 1 cộng với 8 cộng với 4. Đấy, và chúng ta có được kết quả là bằng 10 này. 19 đúng không ạ? 19. Đấy, 19 thì không chia cho 9 rồi. Như vậy cái phương án này bị loại. À, số tiếp theo là 8 2 0 1 8 8. Đấy. Thì chúng ta có được là 8 cộng 2 cộng 0 cộng 1 cộng 8 và cộng với 8. Đấy. Thì ở đây chúng ta có được cái này là 10 10 này. 10 cộng với lại 17 là 27 và 27 thì chia cho 9. Như vậy cái kết quả cuối cùng của mình là A bằng 8. Phương án lựa chọn ở đây là phương án D. Phương án D, A bằng 8. Đấy. Thì đây là cái cách giải mà chúng ta để ý về cái phương pháp mà chúng ta thực hiện. À, nếu như xuất phát từ cái việc mà chia cho 9 đi, bây giờ thầy sẽ phân tích sang cái trường hợp mà chúng ta lấy chia cho 9 đi. Chia cho 9 nhé. Thì chúng ta sẽ có là A này cộng với này là cộng với lại 11 này cộng với A này chia cho 9. Vậy từ đây chúng ta có 2A cộng với lại 11 chia cho 9. 2A cộng với lại 2 chia cho 9. Thế thì cái việc mà chúng ta tính được cái này nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với trường hợp mà chúng ta lấy cái điểm lấy cái số cuối cùng là số 4. Tức là chúng ta ở đây là sự chọn lựa thôi, không phải là không thực hiện được, chúng ta vẫn sẽ thực hiện được nhưng nó sẽ khó khăn hơn, đúng không? Trong tất cả các trường hợp này thì chúng ta sẽ phải lựa ra cái số hợp lý cho cái phần của mình. Đương nhiên là vì nó chia cho 36 này, nó chia cho 4 thì chúng ta sẽ lại quay lại lựa chọn những cái số chẵn thôi, chúng ta thay thôi, thì cái số 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 chữ số A nó sẽ ít hơn và nó dễ làm hơn trong cái phần này.